2 giờ rạng sáng thứ Năm ngày 15 tháng 12 theo giờ Việt Nam, trận bán kết thứ hai tại World Cup 2022 sẽ diễn ra giữa hai đội tuyển Pháp và Maroc. Đây là cuộc đối đầu giữa hai trường phái đối lập tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhà đương kim vô địch sở hữu cho mình dàn sao chất lượng trên hàng công với 11 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại, trong khi đại diện châu Phi có hàng thủ xuất sắc nhất tại vòng chung kết năm nay với chỉ một bàn thua duy nhất. Một trận bán kết hứa hẹn vô cùng hấp dẫn, và liệu Maroc có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình trên đất Qatar hay Pháp sẽ có lần thứ hai liên tiếp lọt vào chung kết? Vâng, không để quý vị và các bạn chờ lâu, ngay bây giờ xin mời các bạn cùng Random Football nhận định trước trận bán kết còn lại tại World Cup 2022. Kể từ chiến tích lọt vào đến tứ kết World Cup 2010, các đại diện đến từ châu Phi chưa bao giờ được đánh giá cao tại các vòng chung kết, dù trong đội hình sở hữu khá nhiều ngôi sao đang chinh chiến tại châu Âu. Và năm nay cũng không phải là ngoại lệ, thậm chí chỉ có duy nhất Senegal mới chính là đội tuyển được đặt kỳ vọng nhiều nhất. Trước khi World Cup 2022 diễn ra, nội bộ đội tuyển Maroc đã có nhiều biến động khiến họ phải thay tướng vào tháng 8, tức là chỉ 3 tháng trước khi lên đường sang Qatar. Chính vì vậy, không nhiều người đặt kỳ vọng vào tân thuyền trưởng Walid Regragui, dù cho ông đã gọi trở lại ngôi sao sáng nhất Hakim Ziyech. Tuy vậy, nhà cầm quân 47 tuổi rất biết người biết ta tại vòng chung kết năm nay. Ông lựa chọn một lối chơi phòng ngự cực kỳ khoa học và không hề tiêu cực một chút nào. Dựa vào những cầu thủ tấn công giàu tốc độ và kỹ thuật, Maroc luôn mang đến những miếng đánh bất ngờ nhằm kết liễu đối thủ của mình. Thành tích đứng nhất bảng đấu có sự hiện diện của hai ông lớn là Pháp và Bỉ khiến tất cả phải bất ngờ. Và đến vòng loại trực tiếp, đại diện châu Phi xuất sắc đánh bại hai quốc gia thuộc bán đảo Iberia bằng bản lĩnh và sự kiên cường của họ. Sau 5 trận đá đấu, Maroc chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn thắng, và đó lại đến từ một pha đá phản lưới nhà, chứ không hề có bất cứ tiền đạo nào làm tung lưới thủ thành Bono. Maroc đã tạo nên lịch sử trong kỳ World Cup năm nay khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết giải đấu. Công lớn nhất chắc chắn phải là huấn luyện viên Walid Regragui với chiến thuật cực kỳ khoa học và chắc chắn. Các học trò của ông chỉ đơn giản là tuân thủ đúng khu vực phòng ngự của mình, gây áp lực đúng hướng và gia tăng áp lực để mở ra cơ hội phản công đúng lúc. Họ sẽ chuyển từ khối sơ đồ 4-3-3 sang 4-1-4-1 khi không có bóng. Hakim Ziyech và Sofiane Boufal sẽ lùi sâu để cùng Sofiane Amrabat tạo thành một khối phòng thủ ở 1/3 giữa sân. Maroc cũng luôn có những tình huống gây sức ép bên cánh phải theo hướng tấn công của họ. Hai tiền vệ trung tâm cùng với Youssef En-Nesyri sẽ đảm nhận việc theo kèm hàng tiền vệ đối phương. Ngoài ra, tốc độ cùng với sự cơ động của ngôi sao đang thi đấu cho Paris Saint-Germain Achraf Hakimi cũng giúp cho hành lang cánh phải của đại diện châu Phi trở thành mũi khoan cực kỳ lợi hại. Maroc cũng rất chịu khó thực hiện các tình huống đảo cánh tấn công khi hai biên của họ đều sở hữu những nhân tố của tốc độ lẫn kỹ năng dê bóng tốt. Chỉ cần một cơ hội, tiền đạo Youssef En-Nesyri sẵn sàng kết liễu đối thủ bằng một pha không chiến hoặc một cú dứt điểm uy lực. Hãy nhìn cú bật cao trong bàn mở tỷ số của chân sút 25 tuổi trước Bồ Đào Nha. Anh vượt trội hoàn toàn so với thủ thành Diogo Costa cùng trung vệ Ruben Dias. Huấn luyện viên Regragui đã chia sẻ về việc ông bị các đội bóng tại châu Âu coi thường. Nhưng hãy nhìn vào Maroc, có lẽ nhiều người sẽ phải nhìn Regragui bằng một con mắt khác. Một đội tuyển phòng ngự chắc chắn, linh hoạt trong tấn công và đầy kiên định trong những lựa chọn của họ. Trước mắt hàng hậu vệ cùng với thủ môn Bono là những cầu thủ tấn công cực kỳ xuất sắc của nhà đương kim vô địch đội tuyển Pháp. Bộ đôi Kylian Mbappe cùng Olivier Giroud đã đóng góp đến 9 trên 11 bàn thắng của Le Bleu tại World Cup lần này. Không những vậy, những Antoine Griezmann, Ousmane Dembele hay thậm chí là hai tiền vệ trung tâm Aurélien Tchouaméni và Adrien Rabiot cũng luôn sẵn sàng điền tên mình lên bảng tỷ số. Mặc dù gặp khó khăn về lực lượng trước giải đấu khi khá nhiều ngôi sao không thể thi đấu do chấn thương, đội tuyển Pháp vẫn thể hiện được vị thế của một ông lớn khi lần lượt vượt qua những đối thủ trên con đường bảo vệ ngai vàng của mình. Đặc biệt, thắng lợi trước đội tuyển Anh tại tứ kết cho thấy sự già dơ và bản lĩnh của những chú gà trống gô loa. Tam sư đã có thế trận tốt sau bàn gỡ hòa 1-1 và liên tiếp gây sức ép về phía khung thành của Hugo Lloris. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc Olivier Giroud có được khoảng trống, anh đã khiến cho hàng thủ của đội tuyển Anh phải trả giá bằng chính sở trường của họ, đó là một tình huống không chiến. Sau 60 năm, Pháp đang tràn trề cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu World Cup và có lần thứ 3 trong lịch sử nâng cao chiếc cúp vàng thế giới.
Để làm được điều này, trước mắt họ cần hóa giải hàng phòng ngự xuất sắc bên phía Maroc. Những hàng công rất mạnh của đội tuyển Bỉ, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha đều đã thất bại trong việc này và giờ đến lượt đội tuyển Pháp lên tiếng. Lợi thế dành cho thầy trò Didier Deschamps là rất lớn khi Maroc không thể có được đội hình mạnh nhất ở trận bán kết sắp tới. Trung vệ thủ lĩnh Romain Saïss đã dính phải chấn thương ở trận tứ kết và phải rời sân ở phút 57, trong khi hậu vệ của Bayern Munich Nusay Mazraoui cũng không có thể trạng tốt nhất. Ở tuyến trên, ngoài tấm thẻ đỏ của Walid Chedira, thì ngôi sao sáng nhất Hakim Ziyech cũng đã bị đau sau trận đấu với Bồ Đào Nha. Với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, đại diện của châu Phi cần phải cố gắng rất nhiều nếu muốn đứng vững trước đội tuyển Pháp và viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Còn về phần Le Bleu, nếu muốn xuyên phá hàng thủ của đối phương, họ rất cần những khoảnh khắc các ngôi sao lên tiếng. Theo chúng tôi, có hai cuộc đối đầu quan trọng có thể ảnh hưởng đến cục diện trận đấu. Đầu tiên là Sofiane Amrabat cùng với Antoine Griezmann. Tiền vệ đánh chặn xuất sắc tại World Cup lần này sẽ cần phải khóa chặt ngòi nổ nguy hiểm bên phía đội tuyển Pháp. Griezmann chính là cầu nối cho các đợt tấn công của đại diện châu Âu. Vì vậy, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, số 4 của Maroc có thể làm giảm sức ép lên hàng thủ đội nhà. Cuộc chạm trán hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn tiếp theo sẽ là giữa hai người đồng đội trong màu áo Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe và Achraf Hakimi. Liệu hậu vệ của đội bóng châu Phi có thể ngăn chặn được phó chủ tịch, qua đó bẻ gãy mũi tấn công nguy hiểm nhất của Pháp, hay Ninja Rùa sẽ cho anh bạn của mình hít khói tại trận bán kết sắp tới? Tiếp đến, chúng ta hãy cùng điểm qua lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển này. Một chút sơ lược về lịch sử. Maroc từng là quốc gia chịu sự bảo hộ của Pháp trong 43 năm, từ 1912 đến 1955. Vì vậy, một số thành phố của họ vẫn còn sử dụng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính. Cuộc đối đầu giữa Pháp và Maroc gợi lại buổi bình minh của thời kỳ Zinedine Zidane cùng Le Bleu thống trị thế giới bóng đá. Trong số 5 lần đối đầu giữa hai đội tuyển từ năm 1988 đến 2007, 3 trận diễn ra trong giai đoạn 1998 đến 2000 và 2 diễn ra trong giải đấu Hassan II ở Casablanca. Vào ngày 29 tháng 5 năm 1998, Pháp hòa Maroc 2-2, sau đó thua 5-6 ở loạt sút luân lưu tại giải đấu Hassan II. Đến năm 1999, Pháp từng đánh bại Maroc với tỷ số 1-0 trong trận giao hữu với bàn thắng duy nhất của Youri Djorkaeff. Ngày 6 tháng 6 năm 2000, những chú gà trống Gauloa đã đè bẹp Maroc 5-1 với các bàn thắng của Thierry Henry, Youri Djorkaeff, Nicolas Anelka, Christopher Dugarry và Sylvain Winto. Lần đối đầu gần đây nhất diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2007, Maroc của Henri Michel cầm hòa Pháp tại Stade de France với tỷ số 2-2. Các bàn thắng của Le Bleu được ghi do công của Sidney Govou và Samir Nasri. Hãy cùng đưa ra dự đoán về đội hình xuất phát của hai đội trước trận đấu vào rạng sáng thứ năm này. Về phía Pháp, sơ đồ 4-2-3-1 sẽ tiếp tục được huấn luyện viên Didier Deschamps sử dụng. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành đội trưởng Hugo Lloris. Bộ đôi trung vệ vẫn sẽ là Raphael Varane kết hợp cùng ngôi sao của Bayern Munich Dayot Upamecano, trong khi hai hậu vệ cánh bao gồm Theo Hernandez bên hành lang trái và Jules Koundé ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là hai cái tên quen thuộc Adrien Rabiot và Aurélien Tchouaméni. Trên hàng tấn công, bộ ba Kylian Mbappe, Antoine Griezmann và Ousmane Dembélé tiếp tục hỗ trợ cho chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển Pháp Olivier Giroud. Về phía Maroc, sơ đồ mà nhà cầm quân Walid Regragui sử dụng sẽ là 4-1-4-1. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành Bono. Bộ tứ hậu vệ sẽ là sự góp mặt của Jawad El Yamik đã cặp cùng anh nơi trung tâm hàng thủ là Achraf Dari, người thay thế cho đội trưởng Romain Saïss, trong khi hai cái tên Achraf Hakimi cùng Yahia Atiat Ala đảm nhiệm hai cánh. Ở vị trí tiền vệ đánh chặn sẽ là cái tên quen thuộc Sofiane Amrabat. Hai cầu thủ chơi cao hơn ở tuyến giữa, bao gồm Azedine Unahi và Selim Amala. Trên hàng tấn công của đại diện châu Phi, bộ đôi Hakim Ziyech cùng Sofiane Boufal sẽ hỗ trợ cho trung phong Youssef En-Nesyri. Cuối cùng, hãy cùng đến với những phát biểu từ hai vị chiến lược gia của hai đội trước thềm trận bán kết. Về phía đội tuyển Pháp, Didier Deschamps đánh giá rất cao đối thủ của mình tại vòng bán kết World Cup năm nay. Ít ai ngờ được là Maroc lọt vào đến bán kết World Cup, nhưng nếu nhìn vào những gì mà họ thể hiện trên sân, mọi chuyện không còn là điều ngạc nhiên nữa. Họ đơn giản là xứng đáng với tấm vé vào chơi bán kết. Chúng tôi đã vào đến bán kết World Cup, nhưng trận đấu tiếp theo sẽ rất quan trọng. Ở những kỳ World Cup gần đây, đội đương kim vô địch thường gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, chúng tôi có thể hài lòng vì Pháp phần nào đã đi ngược lại quy luật trên. Đây rõ ràng là một điều tốt.
Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tới. Có thể Maroc không phải là đội được mong chờ xuất hiện ở vòng đấu này, nhưng họ chỉ thủng lưới một bàn từ đầu giải, cũng như vượt qua những đối thủ mạnh để góp mặt tại đây. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần cẩn trọng. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Walid Regragui rất tự tin về những gì đội tuyển của mình đã làm được và không ngại ước mơ chinh phục cúp vàng thế giới. Chúng tôi đang là đội mà mọi người đều yêu quý tại kỳ World Cup lần này, vì chúng tôi đã cho thấy rằng mọi người có thể thành công kể cả khi không có quá nhiều tài năng hay tiền bạc. Chúng tôi đã khiến người dân nước mình, kể cả châu lục của mình, tự hào và hạnh phúc. Tôi chắc chắn rằng nhiều người sẽ nói đây là phép màu, nhưng Maroc thắng Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha mà không để thủng lưới. Đó là thành quả của sự chăm chỉ. Chúng tôi sao lại không thể mơ chứ? Tại sao chúng tôi không dám nghĩ tới chiếc vô địch World Cup? Bạn không mất bất cứ thứ gì để có ước mơ như vậy. Bất cứ đội nào gặp Maroc lúc này sẽ phải đạt phong độ đỉnh cao để đánh bại chúng tôi. Điều đó sẽ không dễ dàng đối với họ. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới các đối thủ. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!